bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Kỹ sư IT Việt Nam đang nhận lương bao nhiêu một tháng? Kỹ sư IT có thể thu nhập 100 triệu đồng mỗi tháng, nhưng phải đánh đổi nhiều hơn về thời gian, sức khỏe so với người nhận lương chỉ vài chục triệu đồng. Đầu năm 2021, nữ kỹ sư IT 28 tuổi sống tại Hà Nội đã khiến cộng đồng xôn xao khi nộp tới 23,4 tỷ đồng thuế trong tổng thu nhập 330 tỷ đồng của mình. Hay là câu chuyện một nam kỹ sư IT sinh năm 1990 cũng đã nộp 18,1 tỷ đồng tiền thuế trong tổng thu nhập 260 tỷ đồng một năm của mình. Cả hai đều là lập trình viên, kiếm tiền từ nghề viết phần mềm. Trước đó thì một thanh niên 35 tuổi ở Đà Nẵng làm việc trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và game cho máy tính đã chủ động khai nộp 23,5 tỷ đồng tiền thuế. Theo người này thì những trường hợp nộp thuế tới hàng chục tỷ đồng đa phần là làm việc trong các lĩnh vực phát triển game, viết phần mềm cho điện thoại. Doanh thu phần lớn đến từ quảng cáo chạy trên ứng dụng. Thanh niên này cho biết, thi thoảng có người đạt được doanh thu tới 100 tỷ trong ngành IT. Tuy nhiên, nhiều người thường đại diện cho một đội, họ gộp chung sản phẩm vào một tài khoản, đẩy doanh thu lên mức cao để nhận được sự chăm sóc tốt hơn từ các đối tác như Google, Facebook. Trước khi có được sản phẩm doanh thu hàng 100 tỷ đồng mỗi năm thì những người này đã phải thử nhiều sản phẩm, thậm chí là có những dự án thua lỗ tới tiền tỷ. Thực trạng lương kỹ sư IT Việt. Theo jobstreet.com, công nghệ thông tin đang nằm trong top 10 những ngành nghề có mức lương cao nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên thì những người làm trong lĩnh vực IT có thu nhập tới hàng 100 tỷ mỗi năm vẫn là một hiện tượng hiếm. Giải lương phổ biến của ngành công nghệ thông tin là từ 8,4 triệu đồng cho đến 27,4 triệu đồng. Tùy theo chính sách ở các doanh nghiệp khác nhau mà con số này có thể thay đổi. Với những sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin thì lương cơ bản sẽ nằm trong khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng trên tháng. Còn những người từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm sẽ nhận được lương mỗi tháng khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng. Con số này có thể lên tới hơn 20 triệu đồng nếu như có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu, đa dạng. Một thống kê của TopDev về thị trường IT Việt Nam tính đến Q2 2021 cho thấy, kỹ sư trí tuệ nhân tạo AI và học máy Machine Learning có mức lương trung bình cao nhất khoảng 70 triệu đồng. Mức lương này cao gấp đôi so với lương kỹ sư dữ liệu lớn Big Data và kỹ sư Backend. Hay là lập trình viên trung bình chỉ có 30 triệu đồng mỗi tháng. 6 trong 10 vị trí IT có lương tháng cao nhất thuộc về các cấp quản lý và kiến trúc sư công nghệ. Vị trí có lương trung bình tháng cao nhất hiện nay là CTO, CIO khoảng 5.776 đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 132 triệu đồng. Hoàng Tuấn, một kỹ sư lập trình có hơn 10 năm kinh nghiệm đang làm việc tại Hà Nội cho rằng cần phân biệt rõ hai khái niệm lương và thu nhập. Lương trung bình của mình hiện tại là 60 triệu đồng cho vị trí quản lý. Đây là mức lương tương đối chứ không phải cao. Nhưng ngoài lương cứng thì mình còn nhận thêm một số dự án bên ngoài. Thời gian cao điểm có thể kiếm hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Bạn bè mình quen biết cũng có mức thu nhập tương đương. Theo Tuấn thì mức lương ra trường của một kỹ sư IT thực tế rơi vào khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chỉ cần sau khoảng 2 năm làm việc, có kinh nghiệm, mức lương mỗi tháng sẽ không dưới 10 triệu đồng. Và để có được thu nhập lên đến 100 triệu đồng mỗi tháng thì ngoài kỹ năng về lập trình, kỹ sư cần phải giỏi về nhiều lĩnh vực. Hay như chia sẻ của Huyền Lê, trưởng dự án tại một công ty khởi nghiệp về tài chính như sau. Ví dụ, nếu như làm lập trình cho mảng fintech, bạn phải bổ sung kiến thức về tài chính, ngân hàng, nếu không thì bạn chỉ là thợ code đơn thuần, lương tháng vài chục triệu đồng là cao. Đằng sau mức lương 100 triệu đồng trên tháng. Nghề lập trình nhìn có vẻ đơn giản vì chỉ làm việc với máy tính, nhưng trên thực tế là rất áp lực, đặc biệt là với nữ giới. Theo Huyền, để có thể làm việc được trong các công ty công nghệ, một kỹ sư IT phải rèn luyện, học thuật toán cơ bản, sử dụng thành thạo vài ngôn ngữ như C, Java, C++. Sau đó là lựa chọn mảng làm việc chuyên sâu như mobile, web hay AI. Lê Huyền chia sẻ, nếu như bạn chưa có gia đình, bạn có thể tăng ca ngày đêm, thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhưng nếu như có con cái thì bạn phải lựa chọn lương thấp đi một chút để có được thời gian cho gia đình. Đó là lý do mà nhiều nữ coder phải chuyển sang làm tester. Minh Kỳ, kỹ sư lập trình đang làm việc cho một công ty Singapore với mức lương 4,5 nghìn đô la Mỹ trên tháng cho biết. Mình có gần 8 năm làm việc tại một công ty công nghệ lớn của Việt Nam. 2 năm trước, mức lương cho vị trí quản lý là hơn 30 triệu đồng. Công việc ổn định, không phải code ngày đêm. Nhưng đây không phải là mức thu nhập mà mình mong muốn. Làm thêm chục năm nữa cũng không lên lương được là bao nhiêu. Sau đó thì một công ty Singapore liên hệ mình, đề nghị mức lương cao hơn tới 300% nhưng quay về vị trí kỹ sư chứ không phải là quản lý.
Mình đã quyết định nhảy việc vì vòng đời của kỹ sư IT tương đối ngắn, nếu như không tranh thủ kiếm tiền, mình có thể bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao. Cũng theo Minh Kỳ, lương 100 triệu đồng mỗi tháng thì cũng có cái giá của nó. Trước đây, anh làm việc trong công ty Việt Nam, dù lương không cao nhưng có nhiều thời gian cho gia đình, chế độ đãi ngộ tốt. Nhưng khi chuyển sang làm việc cho công ty nước ngoài, các phúc lợi cơ bản đã bị cắt bỏ. Ngoài ra thì anh cũng luôn phải chuẩn bị tâm thế công ty có thể phá sản bất kỳ lúc nào. Minh Kỳ nói, tháng này nhận lương 100 triệu, tháng sau thất nghiệp là điều bình thường. Ngoài ra thì các công ty này chỉ ký hợp đồng từ 1 đến 3 năm, nếu như không cố gắng, mình hoàn toàn có thể bị thay thế. Mức độ đào thải khắc nghiệt hơn nhiều so với việc làm việc cho một công ty trong nước. Ngoài việc thành thục kỹ năng nghề nghiệp thì để kiếm được mức lương tới 100 triệu đồng mỗi tháng, người lập trình viên còn phải học hỏi thêm nhiều ngôn ngữ lập trình, ngoại ngữ. Minh Kỳ chia sẻ, lương cao thường đi kèm với áp lực công việc. Những gì mà bạn nhận được tính bằng hiệu quả công việc bạn bỏ ra, chứ không phải là thời gian bạn điểm danh trên công ty. Có những tuần mình phải làm việc xuyên đêm, ngày chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nghe phản hồi. Chưa kể, làm việc cho công ty nước ngoài chênh lệch phải múi giờ, áp lực vô cùng lớn. Hơn nữa thì để đạt được mức lương 100 triệu đồng trên tháng trong ngành IT Việt Nam, người kỹ sư cũng phải nắm giữ những vị trí quản lý cao như Project Manager, Leader trở lên. Để đạt được vị trí này thì họ phải từng trải ở nhiều vị trí khác, giỏi cả về kỹ năng nghề lẫn khả năng quản lý. Bản hướng dẫn lương 2021 của Công ty Giải pháp Nhân sự Adecco Việt Nam cho biết rằng vị trí Giám đốc Công nghệ CTO và Giám đốc Công nghệ Thông tin CIO trên 5 năm kinh nghiệm có thể nhận được mức lương từ 250 cho đến 400 triệu đồng mỗi tháng tại thành phố Hồ Chí Minh và 120 đến 250 triệu đồng mỗi tháng tại Hà Nội. Một số vị trí có kinh nghiệm từ 5 năm như kiến trúc sư phần mềm, giải pháp, kỹ sư phần mềm, kỹ sư dữ liệu thì có thể nhận được mức lương cao nhất lần lượt là 160 triệu, 120 triệu và 80 triệu đồng cho mỗi tháng. Hoàng Tường, giám đốc công nghệ của một công ty gần 500 nhân sự tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức lương 100 triệu mỗi tháng cho vị trí quản lý lãnh đạo công nghệ trong công ty là điều hợp lý. Tuy nhiên thì mỗi công ty chỉ có 1 đến 2 vị trí CTO, CIO. Người này phải gắn bó với tổ chức trong một thời gian dài, am hiểu cả về vấn đề công nghệ lẫn văn hóa công ty, kế hoạch kinh doanh, quản trị con người. Không như các ngành khác, IT là lĩnh vực thay đổi nhanh chóng, công nghệ mới xuất hiện hàng ngày. Cho dù không trực tiếp làm các dự án thì lãnh đạo công nghệ của công ty vẫn phải tìm hiểu, cập nhật kiến thức hàng ngày để dẫn dắt được đội ngũ kỹ thuật. Những người làm trong ngành IT Việt Nam đều cho rằng mức lương 100 triệu đồng mỗi tháng ở thị trường trong nước là không còn hiếm. Tuy nhiên thì để đạt được đến mức lương mơ ước như này thì kỹ sư IT phải là một người xuất sắc, sẵn sàng làm việc ngày đêm, chăm chỉ và chịu được áp lực cao. Nếu ở vị trí quản lý, lãnh đạo công nghệ thì phải là người kiên trì, có định hướng nghề nghiệp dài hạn và không ngừng cập nhật kiến thức công nghệ trong và ngoài nước nếu như không muốn bị đào thải. Khương Nha, VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.